Trưa ngày 30 tháng 4, báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai cho hay vụ tai nạn giữa hai xe khách tại Chư Sê, Gia Lai khiến một người tử vong, 17 người khác phải nhập viện cấp cứu. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu do xe chạy quá tốc độ. Qua kiểm tra dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của ô tô khách biển kiểm soát 51B294.89, nhà xe Cô 2 ghi nhận tốc độ lúc 3 giờ 1 phút 14 giây là 86 km/h, lúc 3 giờ 1 phút 24 giây là 83 km h lúc 3 giờ 1 phút 34 giây là 84 km h Tài xế điều khiển xe nói trên là ông NCD, sinh năm 1977, chú phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Ô tô biển kiểm soát 51B294.89 có hạn đăng kiểm đến hết ngày 1 tháng 6 năm 2024. Đối với ô tô biển kiểm soát 47B020.26 do tài xế DVH, sinh năm 1972, chú xã Ia Hồ, Cờ Rông Năng, Đắk Lắk, điều khiển có hạn đăng kiểm đến hết ngày 11 tháng 6 năm 2024. Cũng theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu nạn, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Đồng thời, đến bệnh viện thăm hỏi, động viên nạn nhân, gia đình nạn nhân và hỗ trợ cho 11 nạn nhân với tổng số tiền 11 triệu đồng. Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai xác nhận lực lượng chức năng đã kiểm tra nhưng không phát hiện nồng độ cồn trong người của hai tài xế NCD và DVH. Hiện, lực lượng chức năng đang kiểm tra ma túy đối với hai tài xế này. Như đã đưa tin, khoảng 3 giờ 2 phút ngày 30 tháng 4, ô tô khách giường nằm loại 36 chỗ biển kiểm soát 51B294.89, nhà xe cô 2, lưu thông đến ngã tư giao nhau với đường Hồ Chí Minh, đoạn tuyến tránh Chư Sê, thuộc địa phận tổ dân phố 5, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, thì va chạm với ô tô khách giường nằm loại 41 chỗ biển kiểm soát 47B020.26, nhà xe Quốc Cường. Hậu quả, bà PTHO, 49 tuổi, chú Xuân Mỹ, cầm Mỹ, Đồng Nai là hành khách đi trên xe cô 2 bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. 17 hành khách đi trên hai xe bị thương phải đi cấp cứu. Trong số 11 người được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai để cấp cứu, kiểm tra sức khỏe, có 6 người đã được cho xuất viện, 5 người còn lại sức khỏe ổn định được tiếp tục theo dõi, điều trị. Cô gái chết trên sofa, chuyên gia pháp y lý giải hiện tượng chết khô. Liên quan đến vụ, cô gái chết khô trên sofa ở một căn hộ trung cư cao cấp thuộc địa bàn phường Tây Mỗ, quận Nam Tử Liêm, Hà Nội. Sự luận băn khoăn trước việc cô gái được cho là đã tử vong hơn một năm trước nhưng thi thể khô lại. Một chuyên gia pháp y cho biết vụ việc trên đang được cơ quan chức năng điều tra và không thấy hiện vật cụ thể theo thông tin ban đầu việc tử thi cô gái nằm trên sofa tại một căn hộ trung cư cao cấp trong tình trạng khô lạnh không loại trừ khả năng có sử dụng thuốc như một số ý kiến nhận định tuy nhiên có thể do trong phòng kín mát không có ký sinh trùng nên khả năng phân hủy của tử thi chậm hơn sau đó thi thể cô gái khi được phát hiện có hiện tượng khô lạnh Lý giải việc cư dân ít ngửi thấy mùi nồng nặc khi tử thi phân hủy. Chuyên gia pháp y này cho rằng, thông thường thi thể để lâu tử thi sẽ có mùi, nhưng có thể trong môi trường kín, có lối thoát khí riêng nên cư dân xung quanh có ngửi thấy, nhưng mùi không nặng như thông thường. Vụ việc thi thể cô gái được ban quản lý tòa nhà phát hiện vào chiều ngày 26 tháng 4, một căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Thời điểm phát hiện vụ việc, thi thể cô gái nằm trên sofa đã khô lại. Thời điểm tử vong được xác định khoảng hơn một năm trước. Trước thời điểm phát hiện thi thể trên, một người đàn ông trình bày với ban quản lý tòa nhà về việc có căn hộ tầng 32 khóa trái cửa lâu ngày và muốn thuê lại. Người này nhờ ban quản lý tòa nhà mở cửa cho xem căn hộ, sau đó sẽ tìm chủ nhân để hỏi thuê. Ban quản lý tòa nhà đã đồng ý cùng người đàn ông muốn thuê nhà đến căn hộ trên tìm hiểu. Đến nơi, họ nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn nên mở cửa căn hộ và phát hiện tử thi người phụ nữ nằm trên ghế sofa trong tình trạng đã khô. Ngay sau đó, ban quản lý tòa nhà báo tin cho cơ quan công an. Một số cư dân cho biết nạn nhân từng ở đây 2 năm trước nhưng sau đó không còn xuất hiện. Cuối năm 2022, dân cư có ngửi thấy mùi hôi thối và báo cho ban quản lý tòa nhà. Tuy nhiên, mùi thối cũng không nồng nặc và khó chịu nên mọi người cứ nghĩ là do hệ thống vệ sinh hoặc mùi rác. Đáng chú ý, theo một cư dân sống cùng tầng với nạn nhân cho biết, chỉ được kể lại từ năm 2022, căn nhà này có hai người ở, một người đàn ông và phụ nữ trẻ tuổi, người nam trông rất giống người nước ngoài và hai bên thường có lời qua tiếng lại. Tháng 9 năm 2022, những người bên cạnh nghe thấy trong căn hộ có tiếng cãi cọ giữa hai người kèm theo tiếng động. Được biết, trên hệ thống nhà cung cấp nước sạch tòa nhà S403, chủ căn hộ 3206 này mang tên mang tên DPMK. Đáng chú ý, căn hộ này vẫn còn nợ tiền điện từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 10 năm 2022. Sau đó, nhà cung cấp dịch vụ đã thực hiện cắt điện, cắt nước của căn hộ trên do chủ hộ chưa thanh toán tiền. Tại hiện trường, điện thoại di động của cô gái này đã bị tháo sim nên trước đó ban quản lý không thể liên lạc được. Lực lượng chức năng cũng tìm kiếm ô tô của nạn nhân ở khu vực bãi đỗ xe nhưng không thấy. Sau khi nhận được thông tin vụ việc, bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con và cho biết con gái họ mua chung cư để ở nhưng không biết mua ở đâu, gia đình đi tìm con suốt 2 năm nay. Ngày 28 tháng 4, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tây Mỗ cho biết thi thể cô gái trẻ được phát hiện chết khô đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗ thông tin, nữ nạn nhân được phát hiện tử vong trên sofa sinh năm 1995, quê quán Biên Hòa, Đồng Nai. Theo nguồn tin, căn hộ chung cư nơi phát hiện ra thi thể đã được nữ nạn nhân mua cách đây khoảng 2 năm. Cũng theo vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗ, quá trình check camera xác định ô tô của nạn nhân cũng không còn ở hầm gửi xe, đồng thời sim điện thoại của nạn nhân bị tháo ra. Thi thể người xấu số đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự tìm hiểu của phóng viên trên hệ thống nhà cung cấp nước sạch cho tòa nhà căn hộ này mang tên là DMPK. Điều đáng chú ý là căn hộ vẫn còn nợ tiền điện nước từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 10 năm 2022 với số tiền lần lượt là hơn 2,9 triệu đồng và 421.000 đồng. Theo đó, nhà cung cấp dịch vụ đã thực hiện cắt điện nước của căn hộ này từ thời điểm trên do chủ hộ chưa thanh toán tiền. Liên quan đến vụ phát hiện thi thể nữ trên sofa ở căn hộ chung cư nằm trên địa bàn phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, trao đổi với phóng viên báo Pháp luật, thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường này cho biết, sự việc được ban quản lý tòa nhà phát hiện hôm qua, 26 tháng 4. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tây Mỗ cũng thông tin, bố mẹ của nạn nhân xấu số, số đã đến nhận con và cho biết, con gái họ mua chung cư để ở nhưng không biết mua ở đâu, gia đình đi tìm con suốt 2 năm nay. Chính quyền địa phương cũng không nhận được thông tin nào về việc gia đình có người mất theo thông tin ban đầu, nạn nhân sinh năm 1995, gia đình ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Chiều cùng ngày, lãnh đạo phường cho biết, qua nằm bắt được biết cô gái đến đô thị này đã được nhiều năm, khoảng tháng 9 năm 2022. Ban quản lý tòa nhà không thấy trả tiền dịch vụ nên đã cắt điện và nước sinh hoạt đối với căn hộ này. Vì lãnh đạo thông tin thêm về thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân là vào tối qua, một cư dân gõ cửa để đề cập thuê căn hộ cũng không có động tĩnh. Nghi có vấn đề nên báo ban quản lý mở cửa kiểm tra thì phát hiện thi thể cô gái nằm trên sofa trong tình trạng đã khô lại. Trước đó, các nhóm cư dân tại một khu đô thị ở phường Tây Mỗ xôn xao và chia sẻ thông tin hình ảnh về việc phát hiện một thi thể trong một căn hộ chung cư. Các cư dân cho biết căn hộ đã đóng cửa, không có người ra vào, không thanh toán phí điện nước, dịch vụ trong khoảng 2 năm qua. Hiện vụ việc đã được chuyển lên công an quận Nam Tử Liêm để điều tra hình sự. Liên quan đến vụ thi thể nữ khô trên chiếc ghế sofa ở một căn hộ chung cư, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tây Mỗ, quận Nam Tử Liêm, thành phố Hà Nội cho biết, căn hộ ở tòa S403 đứng tên nạn nhân quê ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nạn nhân mua căn hộ này cách đây khoảng 2 năm, sự việc bắt đầu từ tin báo của người nhà bằng các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh đồng nai nghi ngờ người mất tích ở hà nội nên đã phối hợp với công an thủ đô tìm kiếm sau đó lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với ban quản lý khu đô thị để tìm kiếm nạn nhân tổ trưởng dân phố ở hiện trường có kể lại thi thể đã khô nằm trên ghế sofa sim điện thoại bị tháo ra lực lượng chức năng cũng tìm kiếm ô tô của nạn nhân ở khu vực bãi đỗ xe nhưng không thấy còn việc nạn nhân ở cùng với ai hay không thì công an đang tiến hành xác minh lãnh đạo phường Tây Mỗ cho biết. Theo ghi nhận của phóng viên, vào ngày 28 tháng 4, căn hộ trên vẫn được đóng kín, trên cánh cửa còn nhiều băng dính màu trắng. Theo một số người dân, hai hôm nay không nhìn thấy bất kỳ người nào mở cửa phòng, còn băng dính màu trắng nằm ở cửa từ rất lâu. Chị N.I., người sống cùng tầng của nạn nhân, cho biết, do không ở cạnh căn hộ nên chỉ nghe người trong tầng giờ đã chuyển đi nơi khác kể. Năm 2022 căn nhà này có hai người ở, một người đàn ông và phụ nữ trẻ tuổi. Người nam trông rất giống người nước ngoài và hai bên thường có lời qua tiếng lại. Đỉnh điểm vào tháng 9 năm 2022, những người cạnh bên nghe thấy trong căn hộ có tiếng cãi cọ giữa hai người kèm theo tiếng động như vỡ chén bát. Từ đó trở đi, căn phòng không còn tiếng gì nữa. Còn sự việc chính xác như thế nào chúng tôi không rõ. Chị N.I cho hay cũng theo một số người dân sống cùng tầng, năm 2022, họ từng nghe thấy mùi thối và báo cho đơn vị quản lý tòa nhà. Tuy nhiên, mùi thối cũng không nồng nặc và khó chịu, nên mọi người cứ nghĩ là do hệ thống vệ sinh hoặc mùi rác. Anh Nguyễn Kiên, ngụ quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, người chuyên nghiên cứu về hóa chất cho biết, thông thường người chết không được chôn cất, mùi rất khó chịu, nhưng nếu sử dụng chế phẩm sinh học như than hỏa tính rắc lên thì mùi nhẹ. Các chế phẩm này được dùng rất nhiều trong ngành môi trường để xử lý rác thải hoặc tiêu hủy xác chết động vật. Anh Kiên nói, hiện công an vẫn đang làm rõ vụ việc này. Vụ cô gái trẻ chết khô ở trung cư Hà Nội, chính quyền địa phương nói gì? Liên quan vụ phát hiện thi thể đã khô trên sofa tại căn hộ trung cư Hà Nội, sáng 27 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân. Theo vị lãnh đạo, bước đầu nhà chức trách xác định người tử vong là nữ giới, chết trong khoảng thời gian một năm, danh tính của người này vẫn đang được làm rõ. Trước thông tin cô gái trên được gia đình thông báo mất tích nhiều năm qua, lãnh đạo địa phương cho biết chính quyền không nhận được thông tin nào như trên. Như đã đưa tin, chiều 26 tháng 4, Ban Quản lý Tòa nhà khu đô thị này cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa, tình trạng tử thi này đã khô. Qua xác minh, căn hộ trên được một đôi nam nữ thuê ở từ năm 2022 đến nay, tiền dịch vụ thuê nhà điện nước của căn hộ vẫn được thanh toán đúng hẹn. Trong khi đó liên quan đến vụ việc, mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp từ một số đoạn trao đổi trong nhóm cư dân của tòa nhà cho biết khoảng tháng 5 năm 2022, hàng xóm đã nghe thấy tiếng cãi vã, mâu thuẫn phát ra từ căn hộ trên. Liên quan đến vụ phát hiện thi thể cô gái trên ghế sofa trong căn hộ chung cư cao cấp ở Hà Nội, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo ủy ban nhân dân phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, công an quận Nam Từ Liêm đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân. Theo vị lãnh đạo, qua nắm bắt, được biết cô gái đến khu đô thị này ở đã được nhiều năm. Khoảng tháng 9 năm 2022, ban quản lý tòa nhà không thấy trả tiền dịch vụ nên đã cắt điện và nước sinh hoạt đối với căn hộ này. Vị lãnh đạo cho biết thêm, có thể căn hộ này đã được cô gái mua lại vì nhiều người đã qua tìm hiểu để hỏi thuê lại nhưng không thấy chủ nhà đâu, cửa đóng then cài đã rất lâu. Tối ngày 26 tháng 4 có cư dân gõ cửa để đề cập thuê căn hộ cũng không có động tĩnh, nghi có vấn đề nên báo ban quản lý mở cửa kiểm tra thì phát hiện thi thể cô gái nằm trên ghế sofa trong tình trạng đã khô lại. Công an đang điều tra, không rõ cô gái này có ở với ai không vì ở đây nhà ai biết nhà đó và khu đô thị cao cấp này có dùng vân tay, ít người có thể tiếp cận, vị lãnh đạo nói theo thông tin từ một số cư dân, cùng ngày, nhiều người chứng kiến cảnh sát đến một căn hộ xác minh thông tin bên trong có một thi thể đã bị phân hủy. Thông tin cũng cho rằng căn hộ này từ lâu nay không có ai ra vào. Liên quan đến thông tin trên, trao đổi với chúng tôi, một cán bộ thuộc lực lượng chức năng phường Tây Mỗ cho biết, ngay sau khi nhận được nguồn tin, lực lượng chức năng đã tổ chức xác minh và điều tra.